Sau kỳ nghỉ hè vừa qua, tất cả các giáo viên cũng như nhân viên của nhà trường rất phấn khởi để chào mừng các em quay lại trường học. Thì mục tiêu của tôi là mở rộng thêm mô hình giáo dục, nâng cao chất lượng các chương trình giảng dạy và đảm bảo rằng các em được học trong một môi trường an toàn và lành mạnh. Đặc biệt là hôm nay chúng ta đang ngồi tại cái tòa nhà đa năng này. Sức chứa của tòa nhà này thì trên 4.000 chỗ ngồi. Tại ABU chúng tôi luôn đảm bảo rằng chương trình của mình đứng hàng đầu về chất lượng với đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Cái mà tôi nghĩ là quan trọng nhất cho cái khối của trung học là về cái phần kỷ cương đạo đức, rèn luyện các em để trở thành những người lịch sự đàng hoàng và học tập tốt.